Xin chào các bạn, rất vui các bạn đã quay trở lại với kênh Trên Hải Phòng cùng với chuyên mục review những đường phố thân quen của thành phố cảng Hải Phòng thân yêu. Trước mặt các bạn chính là ngã tư Cầu Đất, Cát Dài và Nương Khánh Thiện. Và hôm nay thì kênh Trên Hải Phòng sẽ giới thiệu cho các bạn một cái con phố rất là nổi tiếng, đó là phố Lương Khánh Thiện. Và con phố Lương Khánh Thiện này thì người dân cũng quen gọi là phố ga. Vậy thì tại sao phố Lương Khánh Thiện lại có tên là phố ga? Thưa các bạn thì Hải Phòng ấy trước đây và bây giờ vẫn là một trong những thành phố cảng rất là quan trọng của miền Bắc. Mà ngay từ thời Pháp thuộc ấy thì Hải Phòng đã được đầu tư xây dựng đường xá thuận tiện cho việc giao thông và nổi bật nhất là tuyến đường sắt Hà Nội Hải Phòng. Ngày 16 tháng 6 năm 1902 thì toàn tuyến chính thức được đưa vào khai thác, kèm theo đó là sự ra đời của ga Hải Phòng. Và bắt đầu từ đó thì cái phần đường ngoài nhà ga phát triển nhanh chóng và hình thành nên một con phố mà người dân Hải Phòng vẫn quen gọi với cái tên thân thương là phố ga. Tên hiện nay của phố là phố Lương Khánh Thiện. Đường Lương Khánh Thiện thì thuộc hai địa phận của phường Cầu Đất và phường Mái Tơ thuộc quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Đường Lương Khánh Thiện thì khởi đầu từ đường Cầu Đất chạy dài và kết thúc tại vòng xuyến giao với các đường Đà Nẵng, Điện Biên Phủ và Trần Khánh Dư. Đường có chiều dài khoảng 1,2 km. Và bắt đầu từ ngã tư Cầu Đất vào thì chúng ta có thể thấy cửa hàng, cửa hiệu rất là san sát với nhau. Trước kia khi chưa mở rộng vì hè thì ở ngã tư Cầu Đất này buổi tối có rất đông các bạn trẻ đến đây để uống trà chanh, chém gió vào buổi tối ấy. Đi đến gần ngã ba đoạn rẽ vào Nguyễn Khuyến để vào chợ ga thì có rất nhiều những cái tiệm sửa chữa giày dép ở ngoài vỉa hè. Đây là một cái nét đặc trưng của khu phố này. Đi một đoạn nữa thì chúng ta có thể thấy được một tòa cao ốc rất là cao, đó là trung tâm thương mại và dịch vụ giải trí Nguyễn Kim, cao 8 tầng và có đầy đủ dịch vụ vui chơi giải trí, mua sắm và văn phòng với trang thiết bị hiện đại. Đối diện sang là PS Bar Club, đây là một trong những địa điểm ăn chơi có tiếng tại Hải Phòng. Và thưa các bạn là cạnh đó là ngã tư giao với đường Phạm Ngũ Lão, bên phải là lối vào ga Hải Phòng. Thưa các bạn là xin giới thiệu cho các bạn một chút về cái ga Hải Phòng này. Nó là cái địa điểm nổi tiếng nhất của con phố này. Ga Hải Phòng thì được người Pháp xây dựng vào năm 1902. Đây là một trong 4 ga chính của tuyến đường sắt dài 100 km nối Hải Phòng với Hà Nội. Đây cũng được coi là một trong những nhà ga xe lửa đẹp nhất mà người Pháp để lại Việt Nam. Kiến trúc của ga Hải Phòng được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, dựa trên cái quy luật đối xứng rất là nghiêm ngặt. Công trình được nhấn mạnh tại trung tâm với hai khối nhô ra ở hai bên cùng với các chi tiết được trang trí. Hàng cột sắt và hoa văn mang phong cách cổ điển, chống mái hiên có từ những ngày đầu đi vào hoạt động và đến nay vẫn còn nguyên. Đá xanh lát nền cũng có từ những năm 1902. Cái vỏ đồng hồ thì có tuổi thọ tới gần 120 năm rồi các bạn ạ. Phần ruột đồng hồ cơ khí cũ đã bị hỏng và đã được thay thế bằng đồng hồ điện tử. Thưa các bạn là xin giới thiệu cho các bạn một số những cái thông tin về Lương Khánh Thiện. Ông là một nhà hoạt động chính trị và đã được đặt tên cho cái tuyến đường này. Ông sinh năm 1903 và mất ngày 1 tháng 9 năm 1941. Ông là đảng viên Cộng sản Việt Nam và ủy viên xứ ủy Bắc Kỳ và là bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông quê tại làng Mễ Tràng, xã Liêm Chính, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
Ông đã từng tham gia hoạt động cách mạng năm 1930, ông đã bị bắt tại phòng và bị đày đi Côn Đảo. 6 năm sau, tức là năm 1936 thì ông được thả tự do và về công tác tại Hà Nội. Đến cuối năm 1940 thì sau khi ông là bí thư Thành ủy Hà Nội ấy, thì năm 1940 ông bị bắt và tuyên án tử hình. Ngày 1 tháng 9 năm 41 thì ông bị thi hành án tại thị xã Kiến An. Thì lúc đấy ông mới 38 tuổi. Hiện nay thì di thể của ông đã được chôn cất tại ngã ba Xuân Áng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão của thành phố Hải Phòng các bạn ạ. Nếu có dịp thì các bạn có thể qua đây để viếng thăm mộ ông. Ngoài ra thì đường phố Lương Khánh Thiện thì còn được đặt tên cho rất nhiều các cái đường ở các cái thành phố khác như Hà Nội, Đà Nẵng, Lào Cai, Quảng Trị và Nam Định. Đường Lương Khánh Thiện là một cái trục đường lớn nằm trong khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng nên dân cư tập trung rất là đông đúc. Trên đường thì có các cái cửa hàng, nhà hàng, siêu thị và rạp chiếu phim. Đáp ứng tối ưu cái nhu cầu ăn uống vui chơi của người dân Hải Phòng ấy thì đường Lương Khánh Thiện thì luôn luôn sầm uất và về đêm thì cũng có khá nhiều những hàng ăn rất là ngon. Thưa các bạn, đến đây thì đã đến phía cuối ngã 6 của con đường Lương Khánh Thiện rồi. Cái khu vực ngã 6 này thì kết nối ra đường Phạm Minh Đức này, đường Đà Nẵng này, đường Võ Thị Sáu này và đường Trần Khánh Dư. Thì đến đây kênh Trên Hải Phòng cũng xin kết thúc cái video này. Rất mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách subscribe, đăng ký kênh của Trên Hải Phòng nhé. Nếu các bạn muốn chúng tôi quay thêm những cái con phố nào, những cái địa danh nào hoặc là quán ăn ngon nào thì các bạn đừng ngần ngại mà comment xuống bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.